thách một ngày ăn sập Xuân Thủy. Xin chào mọi người, mình là Ngoa Food đây. Có bạn sinh viên nào mà không biết cái ngõ này không? Đây vị gọi là thiên đường đồ ăn luôn á. Đầu tiên là hàng bánh gạo cay lâu đời này. Mình cũng không biết có phải lâu đời thật hay không, nhưng mà mình biết quán này cũng được 6 năm rồi á. Giá từ xưa đến giờ hình như không đổi thì phải. Bánh gạo cay này 15k so với mức giá như này phải gọi là siêu rẻ. Ăn cay cay nóng nóng như này ổn áp phết. Ít nữa trời lạnh ăn bao phê. Rồi đĩa kimbap thường này có giá 25k, nhưng mà mỗi tội cắt mỏng dính à. Phải ăn một lần hai miếng mới vừa miệng. Hôm nay lần đầu tiên trong 6 năm ở Hà Nội mới được con em khai sáng cho món kem chanh mía. Ui, thế phải đi 3-4 hàng mới có hàng bán ý. Thì là cũng vào đá nhẹ mấy cái xiên bẩn cho bõ công. Xiên này thì cho con em mình chọn, thích ăn cái nào chị đây mới hết. Đây là hai cốc kem chanh mía để cuộc đời mình được khai sáng. Mà toàn thấy mỗi vị chanh chứ có thấy vị mía đâu. Đứa em mình thật là hiếu thảo. Biết chị nó nghèo nên chỉ chọn mỗi 4 xiên như này. Mà cái viên này mình cũng chả biết là tên gì. Nó bảo ngon, nó thích ăn thì mình cũng ăn theo. Mà bên trong hình như còn có nhân nữa ý. Còn cái này là xúc xích chứ gì, biết thừa. Rồi thêm một loại xiên cũng không biết tên nốt. Nhưng mà ăn cái này ngon phết. Ngon hơn đợt mình ăn ở bên Bách Khoa ấy. Bên này còn sạch sẽ thoáng mát hơn. Chốt hạ cuối cùng là quán nem nướng này. Có ai biết quán này không nhở? Dọc này có tận mấy quán luôn ấy. Nhưng mà vị ở đây mình thấy vẫn là đậm đà nhất. Nem thì khá là chắc thịt và thơm. Ram thì giòn giòn ăn tan ngay trong miệng. Nước chấm mặn mặn, sền sệt khá là dễ ăn. Dạo gần đây có ai ăn quán này mà thấy chất lượng vệ sinh có vẻ đi xuống không? Định bùng rằng ăn xong đi về. Vừa phóng xe ra ngoài ngõ thì va trúng vào hàng bánh chắn nướng. Mình bảo mua 2 cái thôi. Cô bán hàng cứ bảo lấy 3 cái 10.000 đi. Vẫn quyết tâm lấy 2 cái. Và rồi 6.000 2 cái. Ủa? Là sao ta? Mấy thứ linh tinh mình mua mình để link ở dưới comment nha.